thần cấp ở rể diệp vô phong. chương 711, một người xuất sắc. Tất nhiên, Trương Hân không biết Diệp Vô Phong, thậm chí không biết thân phận của Diệp Vô Phong là gì, chính xác mà nói, cô ấy chỉ mới biết Diệp Vô Phong có vài ngày. Trong vài ngày này, thời gian bọn họ ở cùng nhau cũng không vượt quá một ngày. Và hầu hết thời gian cả hai đều không can thiệp và không làm phiền nhau. Cô ấy chỉ đành bất lực nhìn Lưu Diếm Diễm, Lưu Diếm Diễm nói, vậy thì tớ biết rồi, lời anh ta nói là đúng hai người chỉ là đang diễn thôi nếu không làm sao cậu lại không biết năng lực của anh ta là như thế nào chứ trương hân chỉ có thể tiếp tục dựng lều của riêng mình lúc này cô ấy mới phát hiện cái tổ mà diệp vô phong định xây nằm trên một cái cây cách cô không xa diệp vô phong chặt những cành cây xung quanh sau đó dễ dàng xây tổ trên cây làm xong những việc này anh cười nói với trương hân cũng may bây giờ không phải mùa hè nên không có nhiều muối nếu không thì các người phải phòng nhiễm trùng sau khi bị mũi đốt. Trương Hân gật đầu, nhưng nếu anh nằm như vậy vẫn sẽ bị mũi đốt, anh phải cẩn thận nhé. Diệp vô phong dài một ít cỏ khổ xung quanh tổ của mình, những cỏ khô này dùng để ngăn mũi đốt. Anh đưa cho Trương Hân một ít, Trương Hân ngửi thử, kinh ngạc nhìn Diệp vô phong có mùi thơm. Loại cỏ này là thuốc đông y, chuyên dùng để đuổi mũi. Tuy rằng khu rừng ngập nước này rất nguy hiểm, nhưng thảo mộc ở trong đó cũng rất phong phú, Tìm được những thứ này rất dễ dàng. Diệp Vô Phong nói xong liền từ trong tổ đi xuống, nhìn xung quanh, tôi đi kiếm đồ ăn. Anh không mang theo lương thực, vì vậy sau khi mọi người bắt đầu lấy lương thực của mình ra, bản thân anh cần phải đi tìm đồ ăn. Diệp Vô Phong nhanh chóng rời khỏi đội ngũ, những người xung quanh bối rối nhìn bóng lưng của Diệp Vô Phong. Lưu Diễm diễm đến bên cạnh Trương Hân, anh ta định làm gì thế? Sau khi Trương Hân giải thích xong, Cô ta lập tức trợn to hai mắt, anh ta không mang theo lương thực sao? Định tìm đồ ăn trong khu rừng này một tuần sao? Trương Hân bất lực nói, nếu không có gì bất ngờ thì chính là như vậy. Audio điện tử võ tấn bền. Lưu Diễm Diễm đã cực kỳ sốc. Cô ta vẫn đánh giá thấp thực lực của Diệp Vô Phong, vốn tưởng rằng Diệp Vô Phong chỉ am hiểu sinh tồn kiểu hoang dã này, nhưng bây giờ cô ta đã biết, người ta đâu chỉ am hiểu chứ? rõ ràng người ta đã sống ở nơi hoang vu này, nếu không, tại sao tự nhiên lại không mang theo thứ gì, tiến vào khu rừng ngập nước này giống như trở về nhà thế chứ? Những người tham gia xung quanh cũng sôi nổi kinh ngạc nhìn về hướng Diệp Vô Phong đang rời đi. Vương Triệu hít sâu một hơi, xem ra anh ta chính là một chuyên gia. Lâm Húc Sừng dưng bước tới, nói anh ta đấu một trận với kẻ đứng sau chúng ta có lẽ thực sự rất thú vị, kẻ đó luôn tỏ ra rất kiêu ngạo, coi như tất cả chúng ta như quân cờ của hắn, Hắn đang chi phối tất cả hành động của chúng ta Vương Triệu lắc đầu nói Không thể nói như vậy được Chỉ số thông minh của người đó quả thực rất cao Anh phải nghĩ tới Rất nhiều người làm loại chuyện này cuối cùng đều sẽ bị bắt Cũng chỉ có hắn vẫn luôn cứng chắc Nhiều người bắt hắn vẫn không được Hiện tại tên Diệp Vô Phong này cũng không có cách nào để bắt được hắn đâu Lâm hút thở ơ nói Ai biết được Dù sao chúng ta chỉ cần xem thôi Mặc kệ thế nào Chúng ta cũng chỉ là người ngoài cuộc không có tư cách tham gia. Vương Triệu gật gật đầu. Trong khi họ đang thảo luận, Diệp Vô Phong đã trở lại với 4 năm con cá, điều này khiến mọi người rất ghen tị, tất nhiên, cũng rất ngưỡng mộ sức mạnh của Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong lần này không mang theo gia vị gì cả, bởi vì Lâm Thư Âm không có ở đây, cho nên mọi thứ chỉ có thể tùy tiện một chút thôi. Lưu Diễm Diễm đi tới, ngạc nhiên hỏi, anh bắt cá ở đâu vậy? Có con sông nào gần đây hả? Diệp vô phong chỉ vào nơi anh vừa đi, cười nói, đương nhiên là có, nếu không, làm sao tôi bắt cá được. Cách đây một nghìn mét có một con sông nhỏ, có một số động vật sống dưới nước trong đó. Lưu Diễm Diễm nghe vậy lại bắt đầu sửng sốt, sau đó vội vàng hỏi, trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà anh đã đi bộ một ngàn mét ư? Diệp vô phong bối rối hỏi, đây không phải là điều bình thường sao? Tôi đi như thế này vẫn là tương đối chậm đấy. Lưu Diễm Diễm cảm thấy Diệp Vô Phong như chiều theo ý của bọn họ, cả ngày họ chỉ đi bộ 5-6 cây em thôi, trong khi Diệp Vô Phong chỉ mất nửa tiếng đã đi hai cây em, tính cả thời gian bắt cá. Diệp Vô Phong chỉ cười nhẹ rồi tự mình làm bữa tối, đối với những ánh mắt ngạc nhiên xung quanh, anh đã hoàn toàn quen với việc đó rồi. Nửa đêm, mọi người đã ngủ, nhưng Vương Triều và Lâm Húc vẫn trần trọc mãi không ngủ được, bọn họ đều biết nếu Diệp Vô Phong trở về, thân phận của hai người sẽ bị bại lộ bọn họ cần tìm cách thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Dù sao bao năm qua chúng ta cũng đã kiếm đủ tiền, tại sao không rời khỏi hoa hạ, chúng ta có thể đến nước khác sinh sống. Vương Triệu bất lực nói. Lâm Húc nói, không được, gia đình và con cái của tôi đều đang ở hoa hạ. Nếu tôi ra nước ngoài, gia đình tôi sẽ phải làm sao chứ? Đưa hết đi, cả nhà sẽ chuyển ra nước ngoài sinh sống. Vương Triệu nói rất kiên quyết, tôi cũng nghĩ như vậy, tôi muốn đưa gia đình tôi đến nước khác sinh sống chỉ có cách này tôi mới có thể thoát khỏi sự chết tài của hoa hạ lâm hút thở dài một hơi đương nhiên anh ta biết không còn cách nào khác tuy rằng diệp vô phong không lấy được chứng cứ từ bọn họ nhưng như diệp vô phong đã nói nếu anh muốn tìm thì không phải sẽ dễ dàng tìm được sao có lẽ chúng ta không cần làm quá nhanh đâu diệp vô phong vẫn ở trong khu rừng này cho dù anh ta đã đi ra khỏi rừng rồi vẫn không biết có bắt được người đó không Bây giờ nghĩ nhiều như vậy làm gì chứ?" Vương Triệu nhanh chóng thoải mái nói. Lâm Húc gật đầu, "Đúng vậy, hiện tại mọi chuyện chưa đi tới đâu, nghĩ nhiều cũng vô ích. Trước tiên hãy kết thúc cuộc sinh tồn nơi hoang dã này đi." "Thật đáng tiếc là lần này không thể làm theo kế hoạch, tổn thất rất nhiều tiền đấy." Vương Triệu nói với vẻ đáng tiếc. "Thôi đi, đã đến nước này mà anh còn suy nghĩ chuyện đó, nếu để Diệp Vô Phong bắt được, thật sự sẽ xong đời đấy." Lâm Húc tức giận nói. Vào ngày thứ hai khi sinh tồn ở nơi hoang dã, một nhóm người tiếp tục đi sâu hơn vào khu rừng ngập nước này. Kế hoạch của bọn họ là đi ba ngày đầu, ba ngày sau sẽ quay ra ngoài, chờ sau khi ra khỏi khu rừng ngập nước này thì cũng vừa đúng một tuần. chương 712, tay súng trong rừng. Đương nhiên, cứ dựa theo thời gian này là tốt rồi, chỉ cần không xảy ra tai nạn, bọn họ có thể nhận được phần thưởng 10.000 tệ. Vương Triệu và Lâm Húc vẫn dẫn đầu, nhưng ngay khi nhóm người tiếp tục đi, nói nói cười cười một viên đạn trực tiếp xuyên qua đầu vương triệu sắc mặt diệp vô phong thay đổi anh kéo trương hân ra phía sau lớn tiếng nói tất cả nằm úp xuống cho tôi mọi người lúc này đều không phản ứng kịp bên kia lâm hút cũng bị một viên đạn bắn xuyên đầu lúc này mọi người thấy hai người dẫn đầu đã chết liền phản ứng lại hoảng sợ hét lên một tiếng xoay người muốn chạy trốn ra ngoài nhưng diệp vô phong lớn tiếng nói nằm úp xuống cho tôi nhưng không ai nghe lời anh cả tất cả mọi người đều bỏ chạy ra ngoài chỉ có trương hân và lưu diễm diễm và chàng trai theo đuổi lưu diễm diễm làm theo lời của diệp vô phong và những người chạy trốn ra bên ngoài nhanh chóng không thấy bóng dáng đâu nữa diệp vô phong nghiến răng hết sức cảnh giác nhìn xung quanh anh biết tay súng đang ở gần đây nhưng hiện tại vẫn không tìm được vị trí của đối phương mà đối phương không hề động đậy vẫn luôn ở một chỗ cho nên anh không thể phát hiện ra Trương Hân hoảng sợ nắm lấy vạt áo của Diệp Vô Phong, ngón tay trở nên trắng bệch, toàn thân run rẩy. Lưu Diễm Diễm không khá hơn là bao, nam sinh bên cạnh cô ta bắt đầu an ủi cô ta. Diệp Vô Phong hít sâu một hơi, dựa vào sau gốc cây, nếu đối phương không hề động đậy thân thể thì không có cách nào bắn trúng anh. Mặc dù không biết chính xác vị trí của đối phương, nhưng anh vẫn có thể đoán được vị trí gần đúng, anh đã chú ý đến vị trí của đối phương khi vừa rồi đối phương nổ súng. Chỉ là tốc độ của đối phương quá nhanh, hơn nữa mới bắn ra hai phát, cho nên Diệp Vô Phong vẫn không có cách nào biết được chính xác vị trí của đối phương. Nhưng Diệp Vô Phong không vội vàng chút nào, hiện tại anh đang chờ đối phương mất bình tĩnh. Lưu Diễm Diễm có chút tò mò, bọn họ đã nằm trên mặt đất, không biết có an toàn hay không nên rất lo lắng. Cho dù hiện tại xem ra xung quanh không có nguy hiểm gì, nhưng bọn họ vẫn không dám từ dưới đất bò dậy, đặc biệt là Diệp Vô Phong vẫn đang đợi sau gốc cây. Cô ta không hiểu Diệp Vô Phong đang đợi cái gì, nhưng cô ta cũng biết hiện tại an nguy của mình đều nằm trong tay Diệp Vô Phong, nhất định phải nghe lời Diệp Vô Phong nói. Anh ấy đang đợi cái gì vậy? Hình như xung quanh không có ai cả, chúng ta mau đi thôi. Lúc này một nam sinh nhỏ giọng thì thầm với Lưu Diễm Diễm. Lưu Diễm Diễm lắc đầu, Diệp Vô Phong không bảo chúng ta đứng dậy, chắc là anh ấy biết hung thủ vẫn ở gần đây, đây là hoa hạ, tại sao lại có người dùng súng giết người ở khắp nơi như thế chứ? Lúc này nam sinh kia bày ra vẻ mặt do so dự, muốn nhanh chóng đứng dậy rời khỏi nơi này, nhưng lại không nỡ để lưu diễm diễm ở đây một mình. Vì vậy, trong lúc nhất thời cậu ta không có lựa chọn nào khác. Cậu ta ngẩng đầu nhìn Diệp Vô Phong, thấy Diệp Vô Phong chỉ thản nhiên dựa vào gốc cây, không định làm gì cả. Cậu ta suy nghĩ rồi nói, bây giờ cứ ngồi bó tay chịu chết ở đây cũng vô dụng, ai biết được đối phương có thay đổi vị trí hay không, cứ trốn ở đây cũng không phải là cách hay, cho nên tôi vẫn cảm thấy rời khỏi nơi này vẫn là lựa chọn tốt nhất." Lưu Diễm diễm trầm giọng nói, "Vậy cậu muốn đi thì tự mình đi đi." Dù sao tôi cũng không rời đi, hơn nữa Trương Hân vẫn chưa rời đi mà, tôi phải bảo vệ cô ấy." Nam sinh tức giận nói, "Cậu còn muốn bảo vệ cô ta ư? Bản thân cậu còn lo chưa xong, ai biết mục tiêu của kẻ giết người là ai, có lẽ đó là một kẻ mất trí giết người ẩn náu trong rừng nguyên sinh này." Lưu Diễm Diễm nghe vậy rất sợ hãi, nhưng cô ta nhìn thấy Trương Hân vẫn đang được Diệp Vô Phong bảo vệ. Cô ta nghiến răng nói: Không, tôi phải ở lại. Tôi muốn bảo vệ Trương Hân. Hơn nữa tôi cảm thấy Diệp Vô Phong có cách đưa chúng ta ra ngoài. Nam Sinh nghe xong, hít sâu một hơi, nói: Quên đi, vậy tôi tự đi. Cậu thật ngu xuẩn, thả tin một người là còn hơn tin tôi. Lưu Diễm Diễm lướt nhìn Nam Sinh và nói: Cậu có gì đáng để tôi tin tưởng chứ? Từ khi chúng ta quen biết cậu đã làm gì để tôi có thể tin tưởng cậu chưa nam sinh hừ một tiếng tất nhiên là rất tức giận cậu ta mặc kệ lưu diếm diếm tự mình đứng lên sau đó chạy trốn ra ngoài nhưng lúc này ánh mắt của diệp vô phong rơi vào trên người cậu ta anh biết cậu ta sẽ trở thành mục tiêu của tay súng anh biết dù mình có muốn cứu nam sinh này cũng đã muộn cho nên anh cầm con dao găm trên tay và ném nó ra ngoài ngay khi tay súng nổ súng bùm viên đạn làm nổ tung đầu của nam sinh con dao găm cũng cắm vào cổ của tay súng kia tay súng bịt chặt cổ hắn hắn thật sự không ngờ diệp vô phong có thể mạnh như vậy trong nháy mắt đã ra tay với mình hắn biết sau khi giết chết nam sinh chỉ cần hai giây thậm chí chưa đến 2 giây hắn có thể thay đổi vị trí đáng tiếc là hắn không có nổi hai giây hắn té ngã xuống đất lưu diếm diếm và trương hân sợ hãi không dám di chuyển họ không bao giờ tưởng tượng được tay súng lại tàn bạo như vậy nam sinh kia chỉ vừa mới đứng dậy Đối phương đã nổ súng, không cần phải nhìn rõ là ai. Diệp Vô Phong dừng dưng nhìn Trương Hân và Lưu Diễm Diễm, được rồi, các cô có thể đứng dậy. Trương Hân và Lưu Diễm Diễm vẫn còn rất sợ hãi và không dám làm gì cả, thấy Diệp Vô Phong đã đứng ra từ sau thân cây và đi về phía vị trí của kẻ giết người. Lúc này hai cô gái mới đỡ nhau đuổi theo Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong đi tới trước mặt tay súng, rút dao găm ra, sau đó nhìn khẩu súng cười nhẹ, súng bắn tỉa khá tốt xem ra tôi đoán không sai thật đúng là tay súng bắn tỉa lưu diễm diễm vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy vẻ mặt của diệp vô phong cô ta chỉ vào diệp vô phong đã là lúc này rồi mà anh có thể cười nổi hả diệp vô phong cười nói có cái gì mà không cười nổi chứ bây giờ không có nguy hiểm gì nữa chúng ta đã an toàn hơn nữa sát thủ đã bị tôi giải quyết rồi lưu diễm diễm nuốt nước miếng ý của tôi là người bình thường gặp tình huống như vậy không phải đều sẽ chạy trốn sao tại sao anh lại nghĩ tới việc giết chết tên sát thủ này điều quan trọng nhất là anh thực sự đã làm được diệp vô phong cười nói đôi khi tuyệt đối không thể làm chuyện theo lẽ thường cô nghĩ xem nếu như chúng ta đều chạy trốn thì tên sát nhân này có thể sẽ bắn chết chúng ta mà không kiêng kỵ gì nếu chúng ta đối chiến với hắn hắn chắc hẳn sẽ không ngờ được đến lúc đó chúng ta ra tay sẽ khiến hắn bất ngờ như vậy chúng ta mới có nhiều cơ hội chạy thoát hơn Chương 713: Điều chỉnh và giám sát. Lưu Diễm Diễm cảm thấy những gì Diệp Vô Phong nói rất có lý, nhưng cô ta vẫn không hiểu Diệp Vô Phong đã làm được điều đó như thế nào. Mặc dù dưới tình huống trên tay sát thủ còn có một khẩu súng bắn tỉa, anh vẫn có thể vượt qua nỗi sợ hãi và giết chết kẻ giết người thành công. Đây tất nhiên là một điều viển vông đối với họ. Diệp Vô Phong cười nói, "Quên đi, trước tiên thu dọn những thứ này đi." Đoán chừng không có cách nào tiếp tục sinh tồn ở nơi hoang dã này nữa, chúng ta đi ra ngoài trước đi. Bây giờ cả đoàn chỉ còn lại Lưu Diễm Diễm và Trương Hân, vì vậy Diệp Vô Phong muốn chăm sóc họ cũng sẽ dễ dàng hơn. Mặc kệ thế nào, chắc là xung quanh không còn nguy hiểm gì nữa. Vào ban đêm, hai người Trương Hân vẫn tiếp tục ở trong lều trại, còn Diệp Vô Phong tìm một vị trí ngẫu nhiên trên cành cây và ngủ thiếp đi. Đối phương đã sắp xếp trước ở nơi này, cho nên chắc là đã biết hành tung của chúng ta. Nếu đã biết hành tung thì nhất định là có quen biết hai người Vương Triệu. Diệp Vô Phong nhất thời không đoán ra được, nếu đã quen biết hai người Vương Triệu, tại sao lại giết hai người Vương Triệu? Mặc dù có vẻ như hung thủ giết người bừa bãi, nhưng Diệp Vô Phong biết trong đó có mục đích, đối phương muốn giết Vương Triệu và Lâm Húc. Chỉ để che giấu tai mắt của mọi người, cho nên mới chọn cách giết luôn những người khác. Người đứng sau bọn họ đã làm chuyện đó thực sự rất tàn nhẫn. Vì sự an toàn của bản thân, hắn thậm chí đã giết hai tên thuộc hạ này. Diệp vô phong nhanh chóng xác nhận suy đoán của mình. Xem ra phải đi gặp người này thôi. Diệp vô phong ít mắt, anh biết, hiện tại hai người vương triệu đều đã chết, manh mối ban đầu của anh cũng đã bị cắt đứt. Sau khi đưa Trương Hân và Lưu Diễm Diễm ra khỏi khu rừng ngập nước, Lưu Diễm Diễm hết sức khiếp sợ nói, chỉ có hai người trong số đó đã thoát ra khỏi ngoài, còn những người khác vẫn đang bị mắc kẹt trong khu rừng ngập nước. Diệp Vô Phong thờ ơ nói, nếu đã như vậy thì báo cảnh sát đi, để cảnh sát tìm bọn họ. Bằng không, chúng ta sẽ không có cách nào tìm được đâu. Loại chuyện này cần rất nhiều nhân lực. Lưu Diễm diễm gật đầu, Diệp Vô Phong quay trở lại khách sạn của mình sau khi đưa hai cô gái trở lại trường học. Diệp Vô Phong lấy điện thoại di động ra, đúng lúc này, tin tức của Đường Trảm lại xuất hiện, Diệp Vô Phong vừa lướt nhìn chính là thông tin vị trí đăng nhập của email đó. Trước tiên anh rời khỏi khách sạn, sau đó chạy nhanh đến vị trí mà đường chảm đã đưa, nhưng anh phát hiện trong quán cà phê Internet vẫn không có người mà anh đang tìm. Anh lại biết mình đến muộn nữa rồi. Sau khi bước ra khỏi quán cà phê Internet, anh ngẩng đầu nhìn phố xá xung quanh, cuối cùng chỉ có thể đi về phía cục giao thông, anh biết mình phải dựa vào camera của cục giao thông mới có thể tìm được đối phương. Nhưng Diệp Vô Phong không nghĩ là có chuyện gì, dù sao đây cũng là tài nguyên mà anh có thể sử dụng. Anh đến cục giao thông giải thích mục đích của mình, đương nhiên cảnh sát giao thông sẽ không để cho Diệp Vô Phong tùy ý kiểm tra camera giám sát. Dù sao thì điều này thuộc về phạm vi riêng tư. Cục Hồng Thuẫn chưa từng có giấy chứng nhận huy hiệu, cho nên Diệp Vô Phong không có cách nào chứng minh anh cũng thuộc tổ chức của chính phủ, chỉ có thể lấy điện thoại di động ra. Mặc dù anh biết rằng Du Kinh Hồng bây giờ đang rất bận rộn, nhưng anh vẫn muốn gọi cho cô ta. Du Kinh Hồng lúc này đang trốn trong một ngôi nhà và đang lên kế hoạch cho hành động tiếp theo thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại, cô ta lấy ra xem rồi nhấn nút nghe. Có chuyện gì sao? Du Kinh Hồng hỏi. Diệp Vô Phong bất lực nói, tôi cần dùng quan hệ của cô. Diệp Vô Phong nói ra chuyện mà anh cần phải điều tra, Du Kinh Hồng chỉ thuận miệng đáp lại một chữ rồi cúp điện thoại. Sờ sờ mũi, Diệp Vô Phong chỉ có thể bất lực cất điện thoại đi anh biết tính cách của Du Kinh Hồng chưa bao giờ thay đổi, vẫn mạnh mẽ vang dội như thế, chưa bao giờ nói lời thừa thải. Tôi đã nói nếu anh không có chứng cứ thì đừng làm ảnh hưởng đến công việc của chúng tôi ở đây. Anh có thể đến đó ngồi chờ một lát, cảnh sát giao thông chỉ vào chiếc ghế sắt đằng xa và nói. Diệp vô phong chỉ có thể gật gật đầu, đi tới một bên. Đợi một lúc, một người đàn ông trung niên đầu chọc vội vàng từ bên trong bước ra, sau đó hét lên với những người trong đại sảnh anh diệp vô phong là ai thế diệp vô phong vung tay lên là tôi người đàn ông trung niên vội vàng chạy tới nở nụ cười nịnh nọt nói thực sự xin lỗi đã tiếp đãi không chu đáo rồi mời đi cùng tôi cấp trên đã nói với tôi mục đích anh tới đây rồi tôi sẽ toàn lực phối hợp điều tra với anh diệp vô phong cười nói không sao mời ông dẫn đường quả thực tôi có hơi sốt ruột anh đi theo người đàn ông trung niên đi vào cục giao thông Người cảnh sát giao thông kêu anh đợi vừa rồi có chút sững sờ, anh ta không biết rốt cuộc Diệp Vô Phong có lai lịch gì, nhưng khiến đích thân cục trưởng của bọn họ tiếp đón thì không phải dạng tầm thường. Nhất thời, toàn bộ nhân viên trong đại sảnh đều thảo luận về thân thế của Diệp Vô Phong, dù sao thì thân phận của Diệp Vô Phong quá bí ẩn. Diệp Vô Phong đi theo cục trưởng đến phòng giám sát, Diệp Vô Phong nói tên của một số đường phố, bảo cảnh sát giao thông xuất ra những video giám sát của những nơi đó anh bảo những người này lật ngược lại hai tiếng trước, rồi bắt đầu tua đi tua lại, những người trong màn hình cứ thế hiện lên trong mắt Diệp Vô Phong. Lúc này, cảnh sát giao thông hỗ trợ cũng rất tò mò, họ tự hỏi làm cách nào mà Diệp Vô Phong có thể đồng thời theo dõi giám sát 6 con phố trong tình huống nhanh như vậy. Ngay sau đó Diệp Vô Phong nói, dừng lại. Cuối cùng Diệp Vô Phong cũng tìm được người mình cần tìm, nhưng người này đội mũ lưỡi chai và đeo khẩu trang nên không có cách nào biết được danh tính của đối phương. Diệp Vô Phong suy nghĩ một chút, nói với cảnh sát giao thông, chiếu video ở phố Xuân Hy. Khi nhìn thấy người đàn ông đội mũ lưới chai đi vào phố Xuân Hy, anh lập tức nói với cảnh sát giao thông. Cảnh sát giao thông cũng làm theo như vậy, nhưng sau khi vào phố Xuân Hy, người đàn ông đội mũ lưỡi chai thẳng tiến vào một con hẻm nhỏ, không có cách nào để giám sát con hẻm này cả diệp vô phong cũng cho phát các video giám sát các con phố xung quanh con hẻm và phát hiện ra những video này không thể nhìn thấy được bóng dáng của đối phương cống thoát nước diệp vô phong nhanh chóng biết đối phương rời đi từ nơi nào tên nhóc này thực sự thận trọng như vậy sao còn nghĩ ra cách để rời đi từ cống thoát nước đúng là rất cảnh giác diệp vô phong lắc đầu đầy xúc động anh biết manh mối của mình lần nữa bị cắt đứt nhưng anh không ngờ dù đã dùng đến camera theo dõi mà cũng không có cách nào bắt được đối phương. Chỉ là anh cũng biết nếu bắt được dễ dàng như vậy thì cũng chẳng phải cần na ra tay, cảnh sát địa phương bên này cũng có thể bắt được đối phương. Hơn nữa phương pháp sinh tồn nơi hoang dã này không phải lúc nào cũng hiệu quả. Hẳn là bởi vì đối phương nắm bắt rất tốt những chi tiết này, có thể thực hiện toàn bộ kế hoạch rất thành công. chương 714 cuối cùng cũng có manh mối diệp vô phong chỉ đành bất lực nhún vai rời khỏi cục giao thông trước vào buổi tối anh tìm thấy một quán bar anh biết chuyện này không thể kéo dài thêm được nữa anh muốn nhanh chóng trở về bên lâm thư âm cứ ở mãi nơi này cũng không phải là cách hay hơn nữa cũng không tiện để ý đến tình hình bên phía du kinh hồng người khôn ngoan đến đâu thì nhất định cũng sẽ có sai lầm hắn cảnh giác như vậy nhưng dù sao cũng sẽ lộ ra sơ hở thôi và điều quan trọng nhất là hắn không biết rằng mọi thứ đều sẽ để lại dấu vết. Diệp vô phong mỉm cười nghĩ tới hình ảnh mà anh nhìn thấy trong video giám sát ngày hôm nay. Mặc dù không biết người này trông như thế nào hoặc danh tính của hắn, nhưng anh đã nhìn thấy một số manh mối trong quần áo và chiếc mũ lưỡi chai của hắn ta. Hình như trên cổ tay áo của đối phương có lộ ra một nửa logo, sau khi suy nghĩ một chút, anh nhận ra đó là logo của quán bar này. Anh nhìn lên cách trang trí đèn neon của quán ba, quán ba Hạo Thiên. Tên này thật sự không hay lắm, nghe giống như tên trường trung học vậy. Tuy nhiên, điều này không ngăn cản anh bước chân vào quán. Cửa quán rất dày nặng và cách âm. Khi đẩy cửa vào, tiếng nhạc rock nặng nề đập vào màng nhĩ của anh. Sóng âm thậm chí có thể làm cho quần áo rung nhẹ. Diệp vô phong đi tới quầy bar, gọi một ly rượu, bắt đầu quan sát nhân viên xung quanh. Chỉ là ánh đèn hơi mờ nhất thời anh không tìm ra manh mối gì. Lúc này một cô gái xông tới trước mặt Diệp vô phong chỉ vào Diệp vô phong nói được lắm tôi biết anh không phải là người tốt gì mà bây giờ anh thừa nhận chưa hôm nay vừa mới đưa Hân Hân trở về anh lại đến đây tìm niềm vui mới à thì ra là Lưu Diếm Diếm anh kinh ngạc nhìn Lưu Diếm Diễm cô cũng không kém mà trải qua nhiều chuyện như vậy vẫn không hề sợ hãi còn có thể tới nơi này để uống rượu có vẻ như cô đã thoát khỏi bóng ma đó rồi nhỉ Lưu Diễm Diễm tức giận nói: "Anh bớt đánh trống lảng đi, tôi biết mặc dù anh và Hân Hân đang diễn kịch, nhưng anh cũng không thể làm như vậy chứ. Anh có biết Hân Hân thích anh như thế nào không? Cho dù anh đang diễn kịch, cũng không thể làm chuyện cặn bã như thế này chứ." Diệp Vô Phong kinh ngạc nhìn Lưu Diễm Diễm, ý của cô là, tôi tới đây uống rượu thì chính là đồ cặn bã sao? Lưu Diễm Diễm khinh thường nói: "Anh cho rằng tôi không biết anh đang suy nghĩ gì sao? Anh chỉ tới đây uống rượu ư?" sao tôi không biết nơi này chỉ là một chỗ uống rượu thế? Diệp vô phong thật sự không nói nên lời với cô gái này, nhưng anh cũng biết bây giờ không phải lúc để cãi nhau, nếu thu hút sự chú ý của người khác, sẽ khiến người đàn ông đội mũ lưỡi trai kia phát hiện ra. Anh nắm lấy lưu diếm diếm, nói, lúc này đừng gây náo loạn ở đây, tôi còn có chuyện muốn làm, cô trở về trước đi. Lưu Diễm Diễm không vui hất tay Diệp vô phong ra, anh bớt nói nhảm đi, tôi biết anh là đồ cặn bã. Từ hôm nay trở đi, tôi hy vọng người tránh xa hân hân ra, đừng để tôi nhìn thấy anh, nếu không tôi sẽ giết chết anh. Diệp vô phong thực sự không thể tưởng tượng được Lưu Diễm Diễm sẽ nói những lời này với mình, rõ ràng là Lưu Diễm Diễm đã sai rồi. Một người đàn ông đi tới bên cạnh Lưu Diễm Diễm, ôm lấy cô ta, sau đó tức giận nói với Diệp vô phong, người anh em, mỹ nữ này đi cùng tôi, mọi người phải có thứ tự trước sau chứ, đúng không? Diệp vô phong nhìn người đàn ông này, lãnh đạm nói, chuyện của các người không liên quan gì đến tôi, anh có thể đưa cô ta đi. Người đàn ông nghe vậy thì cười khẩy nói, coi như anh thức thời. Anh ta kéo Lưu Diễm Diễm rời khỏi quán ba, nhưng Lưu Diễm Diễm lại dẫy ruộng nói, tôi đi với anh khi nào hả? Rõ ràng là tôi đến uống rượu một mình, anh tới nói chuyện với tôi, đồ không biết xấu hổ. Khuôn mặt của người đàn ông đó cứng đờ sau khi nghe điều này, khi anh ta đang định nhanh chóng đưa Lưu Diễm Diễm đi, Lưu Diễm Diễm thoát ra khỏi vòng tay của anh ta, khó chịu nói, "Đừng nghĩ rằng tôi không biết anh muốn làm gì. Tôi cũng không muốn, tôi phải quay lại trường học." Đương nhiên người đàn ông đó sẽ không để cho Lưu Diễm Diễm quay lại trường học, vất vả lắm anh ta mới tìm được một cơ hội như vậy, nhất định sẽ không thể buông tay. Anh ta bắt đầu tăng cường sức mạnh, sau đó lôi kéo Lưu Diễm Diễm ra ngoài, nói, "Được, được rồi, anh đưa em trở lại trường học, được không?" Nhưng thật ra ánh mắt anh ta càng ngày càng trở nên hưng phấn diệp vô phong biết ánh mắt của người đàn ông này có ý nghĩa gì nhìn thấy lưu diễm diễm đã từ từ khuất phục trước người đàn ông này anh nắm lấy cánh tay của người đàn ông người đàn ông có chút khó hiểu nhìn diệp vô phong nhưng diệp vô phong lại thờ ơ nói thật ra tôi cũng xem như có quen biết với cô ta vẫn nên để tôi đưa cô ta trở lại trường học đi diệp vô phong chỉ thờ ơ nói tôi vừa nói tôi sẽ đưa cô ta trở lại trường học anh nghe không hiểu sao Người đàn ông giơ nắm đấm lên, miệng hùng hổ chửi rủa. Diệp Vô Phong nhẹ nhàng gấp tay của người đàn ông về phía sau, trên mặt của người đàn ông liền hiện lên vẻ đau khổ. Diệp Vô Phong lãnh đạm nói, tôi hy vọng anh nhớ kỹ những lời tôi đã nói, đừng để tôi lặp lại. Người đàn ông chỉ có thể cầu xin sự thương xót, những người xung quanh cũng phát hiện ra tình hình ở đây, lập tức hưng phấn đứng vây quanh để xem. Họ đều là những người ăn dưa, và tất nhiên họ hy vọng rắc rối càng lớn thì càng tốt. Sau khi người đàn ông chịu thua, Diệp Vô Phong đẩy anh ta ra, người đàn ông nhả ra một vài câu nói thô bạo rồi rời đi, để lại Lưu Diễm Diễm nằm gục trên bàn. Quả thực lúc này Lưu Diễm Diễm đã hơi say, Diệp Vô Phong nhìn trạng thái của Lưu Diễm Diễm, anh bất lực thở dài, anh biết nhiệm vụ lần này không thể hoàn thành rồi. Cũng không có cách nào tìm thấy người đó nữa. Nhưng lúc này, một người phục vụ xuất hiện ở trước mặt anh, khiến anh cảnh giác. Hơn nữa anh phát hiện bộ dạng của người này rất giống với người đàn ông đội mũ lưới chai. Anh không muốn bỏ lỡ cơ hội như vậy nên đã đưa tay ra ngăn cản người phục vụ lại. Nhưng người phục vụ ra tay nhanh hơn anh, một cây kim dài trong tay trực tiếp phóng về phía ngực của Diệp Vô Phong, Diệp Vô Phong nhíu mày, tung một cước đá văng người phục vụ ra. Thú vị đấy, thực lực gần với cảnh giới tông sư, lại còn là một người trẻ tuổi. Diệp Vô Phong lãnh đạm nhìn hắn đã bị đá bay mấy thước nhưng vẫn không hề làm tên phục vụ này bị thương nhiều. Người phục vụ cười khẩy nói, thật sự không ngờ mày lại tìm được chỗ này. Xem ra mày không phải người của cục cảnh sát, năng lực điều tra của mày mạnh hơn cục cảnh sát nhiều. Diệp Vô Phong chỉ cười nhẹ, thật sao? Vậy thì tôi phải cảm ơn lời khen của anh, nhưng hiện tại anh có thể bó tay chịu trói được rồi, anh cũng biết đấy, anh trốn không thoát đâu. Lý Mặc nhếch mép nói, trốn được hay không thì phải thử mới biết được tao không nghĩ mày lợi hại lắm đâu. chương 715, không cảm thấy xấu hổ sao? Diệp vô phong thở dài một hơi, hà cứ gì mày phải làm như vậy chứ? Mày không biết tình huống hiện tại sao? Cho dù hiện tại mày trốn khỏi đây, mày cũng phải chạy trốn cùng trời cuối đất thôi. Lý mặc hít sâu một hơi, đây chính là cuộc sống mà tao đang hướng tới đó. Diệp vô phong nghe xong chỉ có thể nhún vai, vậy thì tao chỉ có thể tống mày vào tù, có thể tội của mày không cần phải bỏ tù, trực tiếp xử bắn luôn." Lý Mặc xoay người tóm lấy một người phụ nữ đang uống rượu, chĩa con dao vào cổ người phụ nữ. Hắn chế nhạo nói, "Tao biết mày không phải người của cục cảnh sát, nhưng chỉ cần mày đến bắt tao thì đoán chừng cũng làm trong tổ chức của chính phủ, nếu như vậy thì mày không thể không quan tâm người phụ nữ này, nếu mày dám ra tay, tao sẽ giết chết cô ta, tìm một cái đệm lưng cho tao, ít nhất trên đường xuống suối vàng cũng sẽ không cô đơn tịch mịch." Diệp vô phong nghe xong chỉ thản nhiên nhìn Lý Mặc, vậy thì giết đi, tao cho mày thời gian, mày muốn giết bao nhiêu người cũng không quan trọng, dù sao nhiệm vụ của tao ở đây là giải quyết mày, không phải cứu người, còn về phần bọn họ, mày có thể giết bao nhiêu trước khi tao giết mày là tùy thuộc vào bản lĩnh của mày thôi. Lý Mặc nghe xong liền sừng sốt, không biết tại sao Diệp vô phong lại dám nói như vậy, là một tổ chức chính thức, bảo vệ sự an toàn của người dân nên được đặt lên hàng đầu chứ nhưng tại sao diệp vô phong lại bình tĩnh như vậy không khuyên can hắn không được giết người trong lúc nhất thời hắn thực sự không có lựa chọn nào khác vào lúc này sự việc ở đây đã khiến mọi người trong quán bỏ chạy ra ngoài âm nhạc cũng dừng lại mày muốn tao giết cô ta ư lý mặc có chút không rõ nhìn diệp vô phong diệp vô phong chỉ cười nhẹ đây là việc riêng của mày không liên quan gì đến tao nhiệm vụ của tao là bắt được hoặc giết chết mày nếu có người hy sinh trong lần hành động này thì đương nhiên sẽ có người giải quyết thôi." Lý Mặc cười ha hả, "Rốt cuộc mày thuộc tổ chức nào mà lại có thể nhẫn tâm như vậy hả?" Diệp Vô Phong nhún nhún vai, "Hiện tại mày muốn biết tổ chức của tao sao? Thật đáng tiếc, tao không muốn nói cho mày nghe đâu." Lý Mặc lại nhanh chóng nở nụ cười, "Tao cũng biết mánh khóe của bọn mày rồi, muốn lừa tao thả cô ta ra chứ gì? Tuyệt đối không thể đâu." Diệp Vô Phong thở dài một hơi, mày thật sự đã nghĩ nhiều quá rồi, chỉ có thể nói bọn tao thuộc về một tổ chức tương đối đặc biệt nên mới có thể tung hoành ngang ngược như vậy. Lý Mặc khịt mũi, mặc kệ bọn mày thuộc tổ chức nào, chỉ cần là bên chính phủ thì nhất định sẽ được yêu cầu ưu tiên bảo vệ người dân trước. Diệp Vô Phong gật đầu, đúng vậy, mày nói không sai, nhưng chỉ có tổ chức bình thường của chính phủ mới có yêu cầu như vậy, còn yêu cầu của bọn tao là phải đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Cho dù có hy sinh mấy người, bởi vì nhiệm vụ của bọn tao có thể cứu được hàng ngàn người. Lý Mặc không tin lời nói của Diệp Vô Phong, hắn nhìn Diệp Vô Phong cười nhạo, đừng nói nhảm nữa, bây giờ làm theo lời tao nói, trước tiên rời khỏi quán ba cho tao. Diệp Vô Phong nhìn thấy Lý Mặc rất kích động, đột nhiên bất lực nói, dù sao mày cũng là người sắp đạt tới cảnh giới tông sư, làm chuyện như vậy mày không thấy xấu hổ sao? Lý Mặc cười gần, xấu hổ? Tại sao phải cảm thấy xấu hổ? chỉ cần có thể sống sót là được, còn sống mới là điều quan trọng nhất. Diệp Vô Phong cũng không làm theo lời Lý Mặc, tò mò hỏi, nếu đã biết còn sống là điều quan trọng nhất, tại sao còn làm chuyện như vậy? Lý Mặc nói ngay, đương nhiên là vì tiền, loại chuyện này kiếm tiền rất nhanh, có tiền có thể làm được rất nhiều chuyện. Diệp Vô Phong thờ ơ nói, mày có biết tại sao mày không thể nào đột phá cảnh giới tông sư không? Lý Mặc có chút khó hiểu nhìn anh, Diệp Vô Phong cười nói, là bởi vì mày luôn bị ám ảnh bởi nhiều thứ, tiền bạc, quyền lực, những thứ này sẽ ảnh hưởng đến mày, nhưng đáng tiếc mày không hề hay biết. Lý Mạc suy nghĩ một chút cũng cảm thấy đúng là như vậy, nhưng cũng nhanh chóng nở nụ cười, nhưng đáng tiếc làm mày cũng không biết, tao hoàn toàn không quan tâm đến cảnh giới tu luyện của mình, điều mà tao quan tâm là mình có quyền lực hay không, có tiền hay không mà thôi, về phần cảnh giới tông sư gì đó, tao hoàn toàn không quan tâm. Diệp Vô Phong đột nhiên nhận ra, chuyện này tao thật sự không đoán ra được. Tao tưởng rằng mày sẽ quan tâm cảnh giới tu luyện của mình nhiều hơn, nhưng có vẻ như mày quan tâm đến tiền tiền vật chất hơn nhỉ. Lý Mặc bật cười ha hả, đó là điều đương nhiên, cho dù có công có cao đến đâu thì sao chứ, còn không phải chỉ là một tên côn đồ thôi sao? Nhưng nếu tao có quyền lực và tiền bạc, tao có thể nắm trong tay tất cả mọi thứ và kiểm soát vận mệnh của chính mình. Diệp Vô Phong cười nói, mày sai rồi lý mặc khó chịu nhìn diệp vô phong sai chỗ nào sai ở chỗ mày quá tự cho mình là đúng khi mày có tiền và quyền lực mới thật sự đánh mất cơ hội kiểm soát vận mệnh của chính mình diệp vô phong cười nói đương nhiên lý mặc không hiểu nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến động tác của hắn hắn kéo người phụ nữ ra ngoài nhưng đã bị diệp vô phong chặn đường lý mặc tức giận nhìn diệp vô phong mày thật sự cho rằng tao không dám giết cô ta sao Diệp vô phong lắc đầu, đương nhiên không phải, tao đã nói rồi, tao ở đây để hoàn thành nhiệm vụ của tao, về phần hy sinh một người cũng là điều tất yếu mà. Lý mặc đâm cây kim dài trên tay vào cổ người phụ nữ, một vệt máu từ từ dỉ ra, toàn thân người phụ nữ run lên, đôi chân dần trở nên mềm nhũn. Lý mặc điên cuồng nói, tránh ra cho tao. Diệp vô phong xua tay, đừng kích động như thế, muốn giết thì giết đi. Giết xong thì tao mới có thể ra tay với mày không chút lưu tình lúc này lý mặc đã rất phẫn nộ không hiểu tại sao diệp vô phong lại có thể hoàn toàn không để ý đến sự an toàn của con tin mà chặn đường hắn tay hắn run lên hắn biết nếu thật sự giết chết người phụ nữ này thì diệp vô phong sẽ ra tay ngay lập tức mà hắn biết mình nhất định không phải là đối thủ của diệp vô phong diệp vô phong muốn giết hắn thì chỉ cần vài phút là được hắn thậm chí còn không có cơ hội để trốn thoát vì vậy con tin trong tay hắn chính là con bài mặc cả duy nhất nhưng hiện tại hắn phát hiện Diệp vô phong không hề có ý định tránh đường, vai trò con tin trong tay hắn dường như càng ngày càng nhỏ. Hắn có cảm giác Diệp vô phong đang ép xiết con tin. Diệp vô phong mỉm cười nhìn Lý Mặc Lý mà cũng không dám động thủ. Hiện trường rơi vào bế tắc. Diệp vô phong lãnh đạm nói: thật ra mày thật sự không cần căng thẳng, mày có thể muốn làm gì thì làm, nhưng tao sẽ không cho mày ra khỏi nơi này, cho nên mày cũng đừng nghĩ dùng con tin uy hiếp tao. Mày đúng là đồ mất trí. Nếu người phụ nữ này vì mày mà chết, cả đời này mày sẽ cảm thấy hổ thẹn. Mày phải nhớ kỹ, bởi vì sự từ chối của mày nên cô ta mới chết, cô ta bị mày hại chết đấy. Lý Mạc vô cùng căm phẫn nói. chương 716, giết con tin trước. Diệp vô phong lại cười nhạo, mày đúng là buồn cười mà. Mày giết người rồi đổ lên đầu tao, cái này gọi là vừa ăn cướp vừa la làng đấy, mày biết không? Lý Mạc nhất thời không biết trả lời Diệp vô phong như thế nào khi hắn im lặng diệp vô phong tự rót cho mình một ly rượu nhấc một ngụm cười nói không nên gấp gáp dù sao tao cũng có thời gian chỉ cần tao không đồng ý mở đường thì mày có thể làm gì chứ nếu mày giết con tin ngay sau đó tao sẽ giết mày thôi nhìn bộ dạng của mày rất giống tham sống sợ chết mày tự ngẫm nghĩ lại xem làm thế nào mới có thể sống sót đi lý mặc tức giận nói hiện tại mày không muốn để tao sống nếu đã như vậy đương nhiên tao không cần quan tâm nhiều nữa cho dù có chết, tao cũng sẽ kéo vài người làm đệm lưng." Diệp Vô Phong lắc đầu, "Mày sai rồi, mày chỉ có thể kéo theo một người làm đệm lưng thôi, tao nói thật, tao đã cố gắng giảm thiểu tất cả tổn thất đến mức thấp nhất, cố gắng làm chuyện của chính mình, cho nên cho dù người phụ nữ này chết vì nhiệm vụ này, chỉ có thể nói rằng đây là một sự hy sinh cần thiết, nếu tao thả cho mày chạy thì màu sẽ gây nguy hiểm cho nhiều người hơn." Lý Mặc im lặng, nhất thời không biết phải nói với Diệp Vô Phong như thế nào diệp vô phong rất lý trí lý trí đến mức sẵn sàng từ bỏ mạng sống của một người để đổi lấy cơ hội bắt hắn sau khi diệp vô phong uống cạn ly rượu anh thở dài nói được rồi sắp đến giờ rồi xem ra mày vẫn không muốn động thủ nếu đã như vậy thì tao sẽ động thủ trước diệp vô phong lấy ra một con dao găm ném thẳng vào người phụ nữ con dao găm trực tiếp đâm vào ngực người phụ nữ người phụ nữ đó trợn tròn mắt nhìn diệp vô phong lý mạc hoảng sợ lùi lại phía sau hắn không ngờ diệp vô phong sẽ ra tay với con tin đây chắc chắn không phải là điều mà các tổ chức chính phủ mà hắn biết có thể làm được lý mạc buông người phụ nữ ra nhìn máu không ngừng chảy trên mặt đất hít sâu một hơi nhìn diệp vô phong mày đúng là ác ma mà diệp vô phong cười nói cảm ơn mày đã khen hiện tại trên tay mày không còn con tin nào cả phải làm sao bây giờ lúc này lý mạc mới phản ứng lại hắn vội vàng xoay người muốn chạy trốn vào bên trong trong quán ba này có mấy lối ra cửa chính không phải lối ra duy nhất tuy nhiên khi hắn quay người lại phát hiện bóng dáng của Diệp vô phong xuất hiện trên con đường mình sắp đi hắn hoảng sợ quay người lại nhưng sau khi quay đầu lại thứ hắn nhìn thấy vẫn là Diệp vô phong một nhân vật khiến hắn rất sợ hãi khi hắn định bỏ chạy về hướng khác một lần nữa Diệp vô phong dùng một chân đá lý mặc bay tới quầy ba hai tay hắn chống lên quầy ba nhưng toàn thân như muốn dã rời ra rồi Lúc này hắn mới phát hiện ra thân thể của mình truyền đến cơn đau kịch liệt. Hắn ý thức rất rõ ràng mình đã trải qua điều gì, chính là nội kình, có nội kình đang không ngừng phá hủy các cơ quan trong cơ thể của hắn. Hắn phun ra một ngụm máu, nhanh chóng ép nội kình ra, nhưng lúc này Diệp Vô Phong xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Vô Phong, Diệp Vô Phong cười nói, làm sao vậy, chút bản lĩnh như vậy thôi à, không phải mày đang hối hận vì trước đó không chăm chỉ nâng cao thực lực đấy chứ? lý mặc nghiến răng hoàn toàn không thể trả lời diệp vô phong bởi vì tất cả khí lực của hắn đang dùng để ép nội kình ra cho nên ngay cả khí lực để nói chuyện cũng không có diệp vô phong trực tiếp tát vào mặt lý mặc khiến hắn ngất xỉu lúc này diệp vô phong mới quay đầu nhìn người phụ nữ ngã trên mặt đất khi anh ôm lấy người phụ nữ vừa khéo thấy vài cảnh sát xông vào họ đang cầm súng và nhìn diệp vô phong với vẻ cảnh giác nhất là khi họ nhìn thấy người phụ nữ đang bị một con dao găm vào người đang nằm trên tay Diệp Vô Phong. "Đừng nhúc nhích, giơ tay lên." Diệp Vô Phong nghe xong, nhanh chóng nói, "Cục Hồng Thuẫn đang làm việc, cục trưởng của các người ở đâu? Tôi muốn gặp cục trưởng của các người." Một số sĩ quan cảnh sát chưa bao giờ nghe nói về Cục Hồng Thuẫn, nhưng cục trưởng từ bên ngoài vội vã bước vào đã thay đổi sắc mặt. Ông ta nhanh chóng đi tới chỗ Diệp Vô Phong, thì ra là đồng chí của Cục Hồng Thuẫn, "Anh có mệnh lệnh gì không?" Diệp vô phong bĩu môi nhìn Lý Mặc, nhốt hắn lại cho tôi, lát nữa tôi có chuyện muốn hỏi hắn, tôi tên là Diệp vô phong, ông có thể đến cục hồng thuẫn kiểm tra, hiện tại người phụ nữ này còn có thể cứu được, tôi muốn đưa cô ta đến bệnh viện. Đương nhiên, cục trưởng không dám từ chối, nhanh chóng kêu vài tên cảnh sát đưa Diệp vô phong đến bệnh viện, để đến bệnh viện nhanh hơn vì lúc này bên ngoài đang tắt đường. Sau khi người phụ nữ được đưa đến bệnh viện, một số cảnh sát đang bảo vệ hành lang, có vẻ như đó là lệnh của cục trưởng, tất nhiên, Diệp Vô Phong biết tại sao cục trưởng lại làm điều này. Các thành viên của cục Hồng Thuẫn luôn rất bí ẩn, trừ khi gặp nhau, nếu không thì tuyệt đối không thể cùng nhau xuất hiện, thậm chí là quen biết. Danh tính của các thành viên của cục Hồng Thuẫn sẽ được giấu kín và các thành viên không có cách nào để nói danh tính của họ cho người thân và bạn bè, những người đó sẽ chỉ nghĩ rằng họ đang làm việc trong nhà nước thôi. Diệp Vô Phong lúc này đang ngồi trên ghế đầu chờ cục trưởng tới tìm anh, anh biết rõ đối phương nhất định sẽ tìm anh sau khi biết thân phận của anh. Quả nhiên, chỉ 10 phút sau, cục trưởng Lữ Hiền đã tìm đến, trên mặt mang theo nụ cười, đồng chí Diệp vô phong, chúng tôi đã xác nhận thân phận của anh, không biết lần này anh đến đây làm nhiệm vụ gì thế. Lữ Hiền cũng muốn biết tại sao cục Hồng Thuẫn lại đến nơi này, đặc biệt là vì ông ta hoàn toàn không biết chuyện đó. Điều này tất nhiên là rất đáng lo ngại cho ông ta. Đừng lo lắng, Chuyện này không liên quan gì đến phía các người, điểm này ông có thể yên tâm." Diệp Vô Phong biết Lữ Hiền đang lo lắng điều gì, vì vậy anh liền gạt bỏ mối lo lắng của Lữ Hiền. Anh cười nói, "Thực ra đây là vụ án của riêng tôi và là nhiệm vụ của riêng tôi. Tôi phát hiện một vụ buôn người, sau đó tôi lần theo dấu vết đến tận nơi này và phát hiện bọn họ thực sự là một nhóm, hiện tại thủ lĩnh của nhóm này đã bị tôi bắt được." Biểu hiện của Lữ Hiền lập tức thay đổi, buôn người là chuyện không lớn không nhỏ nhưng nếu bên trên đã coi trọng thì chứng tỏ vụ án này rất lớn. Nhưng bây giờ Diệp Vô Phong nói có một tên buôn người đang ẩn náu trong thành phố của họ, cả đồn cảnh sát đều không nhận ra loại chuyện này, đúng là hết sức kinh khủng. Diệp Vô Phong nói, thực ra cũng không thể trách các người, vì địa điểm mà họ gây án là ngẫu nhiên, ở bất kỳ thành phố nào và người cầm đầu mỗi lần đều khác nhau, nên các người không phát hiện ra cũng là điều bình thường. Lữ Hiền cảm thấy nhẹ nhõm sau khi nghe điều này, Ông ta biết nếu vấn đề này liên quan đến ông ta, tương lai của ông ta sẽ bị hủy diệt. Chương 717, hoàn thành 3 việc. Diệp Vô Phong nhìn bác sĩ đi ra khỏi phòng cấp cứu, bác sĩ tháo khẩu trang xuống, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch rồi, may mà dao không cắm sâu, nếu sâu thêm một chút thì sẽ tổn thương đến tim, tôi chỉ có thể nói rằng bệnh nhân này rất may mắn. Diệp Vô Phong nghe xong lời này mới đứng lên, sau đó nhìn về phía Lữ Hiền, đi thôi, đi gặp tên Lý Mặc đó. Lữ Hiền nhanh chóng dẫn đường và đưa Diệp Vô Phong đến đồn cảnh sát, vào phòng thẩm vấn, lúc này Lý Mặc bị trói trên ghế đầu, hai ba cảnh sát hơi bất đắc dĩ nhìn Diệp Vô Phong và Lữ Hiền. Lữ Hiền nhanh chóng khiển trách, các người làm gì vậy? Định dùng hình phạt riêng sao? Một sĩ quan cảnh sát vội vàng đứng dậy và bối rối nói, "Cục trưởng, chúng tôi cũng không muốn làm như vậy, nhưng tên Lý Mặc này rất hung dữ và không chịu hợp tác. Chúng tôi đã cố gắng hết sức để xoa dịu cảm xúc của hắn." nhưng hắn lại đánh chúng tôi cho nên chúng tôi mới trói hắn lại sau khi nhìn thấy diệp vô phong lý mặc càng thêm kích động cho dù toàn thân bị trói hắn vẫn tiến về phía diệp vô phong lữ hiền lau mồ hôi trên trán tên này đúng là ngang bướng đồng chí diệp vô phong tôi cảm thấy tên này khá cứng đầu loại chuyện thô bạo này vẫn cứ để cho bọn họ làm đi bọn họ nhất định sẽ cho anh một lời giải thích diệp vô phong lắc đầu quên đi cứ để tôi thẩm vấn dù sao các người vẫn còn chút kiêng kỵ, nhưng tôi thì khác, tôi không cần kiêng kỵ gì cả. Lữ Hiền không biết Diệp Vô Phong nói lời này là có ý gì, nhưng lúc này Diệp Vô Phong đã ở trước mặt Lý Mặc, nới lỏng dây thừng của Lý Mặc, mỉm cười nói, xem ra mày không phục lắm nhỉ. Lý Mặc nhe răng trợn mắt nói, tên khốn, tao nhất định sẽ giết mày, tên khốn kiếp, tao nhất định sẽ giết mày. Diệp Vô Phong nhún vai nói, nhìn mày đi, thật sự là không có chút kỹ năng nào hiện tại mày đã như vậy rồi làm sao có thể giết tao chứ lý mặc đột nhiên kích động tung một quyền xé gió lữ hiền đã không tán thành việc diệp vô phong cởi dây trói cho lý mặc khi lý mặc ra tay ông ta hết sức kinh ngạc ông ta đã nghe thuộc hạ nói lý mặc là người luyện võ thân thủ cũng không tồi nếu không đã không làm bị thương nhiều người như vậy vất vả lắm họ mới chế phục được lý mặc và trói hắn lại nhưng diệp vô phong lại dễ dàng nới lỏng dây ra tất nhiên khiến bọn họ rất sợ hãi. Tốc độ của Lý Mặc nhanh đến nỗi Lữ Hiền thậm chí còn không có thời gian để nhắc nhở, nhưng sau đó ông ta kinh ngạc nhìn Diệp Vô Phong, Diệp Vô Phong chỉ tung một cước đá Lý Mặc với tốc độ nhanh hơn. Lý Mặc ngã trên ghế đầu và đập vỡ cái ghế đầu, nhưng Lý Mặc vẫn không phục mà lại lao tới chỗ Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong thờ ơ nói, mày dễ ruộng như vậy có ích lợi gì sao? Mày cũng biết mày không đánh thắng tao mà. Cho dù đánh một vạn lần cũng không đánh thắng được tao đâu. Lý Mặc cũng không nói lời nào mà nhào tới chỗ Diệp Vô Phong, Diệp Vô Phong đột nhiên nghiêm túc nhìn Lý Mặc, ngay sau đó Lý Mặc nhanh chóng phát hiện sát ý trong ánh mắt của Diệp Vô Phong. Hắn nhanh chóng dừng động tác trong tay, bởi vì vừa rồi, khi ánh mắt Diệp Vô Phong lộ ra sát ý, giống như đang đứng giữa ranh giới sinh tử. Hắn ngừng hành động, Diệp Vô Phong chỉ thờ ơ nhìn Lý Mặc, cho mày một cơ hội sống, tuy rằng sẽ không bao giờ ra khỏi ngục nhưng ít nhất mày có thể sống sót. Lý Mặc nghiến răng hỏi cơ hội gì. Diệp vô phong lãnh đạm nói chỉ cần mày nói ra tất cả những người dưới quyền tao cam đoan mày sẽ không bị xử tử. Lý Mặc hít sâu một hơi hắn biết hiện tại mình không có vốn liếng gì để nói chuyện nhưng hắn cũng biết nếu như bán đứng hết những người này thì hắn thật sự không còn át chủ bài cho nên hắn đang suy nghĩ có nên tin tưởng Diệp vô phong hay không. Hắn không muốn chết ngay cả ngồi trong tù hắn cũng không muốn chết diệp vô phong mỉm cười nhìn lý mặc cuối cùng lý mặc cũng chịu thua lữ hiền không ngờ kỹ năng của diệp vô phong lại lợi hại như vậy nhất thời ông ta đã đứng dại ra cảnh sát xung quanh lại càng kinh ngạc hơn vừa rồi nhìn thấy diệp vô phong đánh lý mặc giống như đang xem phim vậy diệp vô phong vỗ vai lữ hiền nói việc còn lại giao cho ông tôi sẽ làm những gì đã hứa với hắn lữ hiền gật đầu diệp vô phong xúc động nói nếu có thể hãy cứu tất cả những người bị bắt cóc chuyện này làm phiền ông rồi nhưng đừng lo lắng tôi sẽ nói chuyện này với cục hồng thuẫn lữ hiền nhanh chóng cảm ơn anh đương nhiên ông ta biết ý của diệp vô phong điều này tương đương với việc cho ông ta tất cả công lao rất có ích cho sự thăng tiến của ông ta sau này sau khi diệp vô phong bước ra khỏi đồn cảnh sát anh nhìn xung quanh và biết rằng mình có thể rời khỏi nơi này trở về liêu tây hoặc là đi tây sơn nhưng đúng lúc này dương qua lại xuất hiện trước mặt anh cười lớn nói anh phong tôi lại tìm được anh rồi anh nhận tôi làm đồ đệ đi tôi rất muốn học võ công diệp vô phong lắc đầu nói anh còn thiếu chút tâm tính muốn học thì trước tiên phải làm một số chuyện nếu anh làm được thì cứ đến công ty hoa cường ở liêu tây đến lúc đó bọn họ sẽ nói cho anh biết tôi đang ở đâu sương qua vội vàng gật đầu anh nói đi diệp vô phong thờ ơ nói đi hành hương tây tạng đi cực nam phục binh đi bách sơn một năm sau khi làm xong ba việc này nếu vẫn còn muốn học thì cứ đến tìm tôi dương qua vội vàng nói anh phong làm xong ba chuyện này chắc cũng đã mấy năm rồi không phải hơi lâu quá rồi không diệp vô phong nhìn anh ta những chuyện này mà anh còn không có làm được vậy mà muốn theo tôi học võ sao dương qua vội vàng nói đương nhiên không phải làm xong ba việc này tôi nhất định sẽ tới tìm anh đến lúc đó anh cũng không thể nuốt lời đâu đấy diệp vô phong gật đầu yên tâm đi tôi nhất định sẽ giữ đúng lời hứa. Lúc này Dương Qua mới quay người rời đi, Diệp Vô Phong mỉm cười ngồi lên xe rời khỏi thành phố này, trở về phía Liêu Tây trước. Lúc này, công việc làm ăn ở Liêu Tây đã ổn định, Lâm Thư Âm rốt cuộc cũng có thời gian nghỉ ngơi, Diệp Vô Phong ở lại Liêu Tây một lát rồi một mình lên đường. Tây Sơn và Liêu Tây cách nhau hơn 700 km, thực ra cũng không xa lắm, có thể nhanh chóng đến được bằng máy bay hoặc đường sắt cao tốc, Diệp Vô Phong đến Tây Sơn đã là đêm muộn anh không nói với ai là anh sẽ đến Tây Sơn, ngoại trừ Lâm Thư Âm. Trước tiên tìm một chỗ ở thôi, chắc chắc nhà họ Triệu ở Tây Sơn là một gốc giả cứng, phải từ từ giải quyết mới được. Sau khi Diệp Vô Phong bước ra khỏi sân bay, anh liền vươn tay chặn một chiếc xe. chương 718, một tên trộm có nguyên tắc. Ngồi trên xe, tài xế nhiệt tình giới thiệu cho Diệp Vô Phong những điểm tham quan thú vị của Tây Sơn, sau đó đưa anh đến một homestay được cho là được nhiều người đánh giá tốt chỉ là không còn một phòng đơn chống nào cả ông chủ liếc nhìn anh rồi thờ ơ nói hiện tại là buổi tối thật sự không còn cách nào nữa tất cả các phòng đều đã kín chỗ giờ chỉ còn có giường nếu cậu không chê thì tôi có thể để cho cậu tất nhiên diệp vô phong không quan tâm và người lái xe cũng xin lỗi vì điều này anh ta không ngờ hôm nay phòng sẽ kín chỗ tôi thực sự xin lỗi tất cả đều là lỗi của tôi người lái xe xin lỗi diệp vô phong cười nói không có gì dù sao tôi cũng không phải người kén cá chọn canh ngủ một giấc là được rồi cho tôi một cái giường là được người lái xe lúc này mới yên tâm và rời khỏi homestay cuối cùng Diệp vô phòng cũng biết tại sao tài xế lại nói homestay này được đánh giá tốt tuy rằng chỉ có một giường nhưng thật ra trong phòng cũng chỉ có bốn người lại còn là giường thấp căn phòng không nhỏ không gian vừa đủ bên ngoài cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn còn có một công viên rộng lớn quang cảnh này đương nhiên rất tốt Thu dọn đồ đạc xong, anh lấy điện thoại di động ra gửi cho Đường Trảm một tin nhắn. Anh muốn biết tình hình của Du Kinh Hồng và những người khác như thế nào rồi. Đường Trảm gọi điện thoại qua, Diệp Vô Phong tò mò nhận cuộc gọi. "Lão đại, cuối cùng anh cũng đã gửi tin nhắn cho em rồi. Em còn tưởng anh không thèm chú ý đến tình hình bên bọn em chứ." Đường Trảm rất kích động nói với Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong bối rối hỏi, "Có phải bên cậu đã xảy ra chuyện gì không?" hay là du kinh hồng đã xảy ra chuyện đường trảm thở dài lão đại anh thật sự không biết tình huống hiện tại của tây sơn hả khi diệp vô phong nghe được lời này anh biết đường trảm đang muốn kể khổ nhưng anh cũng biết đường trảm sẽ chỉ kể khổ trong những tình huống rất khó khăn vậy thì nói cho tôi biết đi diệp vô phong nói đường trảm vội vàng nói cho diệp vô phong chuyện xảy ra gần đây bấy giờ diệp vô phong mới biết tình hình hiện tại của du kinh hồng ở tây sơn thật sự rất thảm anh cảm thấy nhà họ Triệu này đang muốn đuổi cùng giết tận đám người Du Kinh Hồng. Nhà họ Triệu phái cả hai giới hắc bạch, chỉ cần tìm được Du Kinh Hồng, sau khi tìm được thì phái sát thủ giết chết cô ta càng sớm càng tốt, người mù cũng biết nhà họ Triệu muốn làm gì. Diệp vô phong cười nói, xem ra nhà họ Triệu cũng đang rất sốt ruột. Bọn họ biết nếu Du Kinh Hồng có đủ thời gian chuẩn bị, nhà họ Triệu sẽ không thể thắng được cuộc hồng thuẫn. Đường chảm bất lực nói, nhưng anh cũng biết hiện tại cả nhà họ triệu đều đang tìm Du Kinh Hồng, cho dù em muốn giúp cũng không thể làm gì, dù sao bọn họ có lợi thế về số lượng, hơn nữa anh cũng bảo em phải ẩn nấp trong bóng tối, cho nên em chỉ có thể giúp được chút ít. Diệp vô phong suy nghĩ một chút rồi nói, đừng căng thẳng, tiếp tục làm việc của cậu đi, hiện tại tôi đã đến Tây Sơn rồi, tôi sẽ mở một cánh cửa để đột phá. Đường chảm rất vui mừng khi nghe tin Diệp vô phong đã đến Tây Sơn, lão đại, anh định đi cứu vợ mình sao? Diệp vô phong bất lực nói, cậu có dám nói những lời như vậy ở trước mặt Lâm Thư Âm không? Đường chảm cười hì hì, quên đi, em vẫn còn muốn sống. Diệp vô phong tức giận nói, nếu đã không dám thì thu hồi mấy lời đó đi. Tôi và Du Kinh Hồng chỉ là quan hệ hợp tác thôi. Đường chảm gật đầu, đúng vậy, em cũng tin Lão Đại và Du Kinh Hồng chỉ là quan hệ hợp tác, bọn em đều tin tưởng anh. Diệp vô phong chỉ có thể cúp điện thoại, sau đó nằm trên giường nửa đêm diệp vô phong co mày anh phát hiện có người đi tới trước mặt anh vươn tay như muốn lấy điện thoại di động của anh diệp vô phong khó hiểu nhìn người đàn ông này người này cũng phát hiện diệp vô phong đang mở mắt hắn có chút ngượng ngùng nói xin lỗi tôi tưởng anh đang ngủ diệp vô phong lãnh đạm nói chẳng lẽ tôi ngủ là anh có thể chạm vào điện thoại của tôi sao người đàn ông bất lực mỉm cười đó không phải là lời tôi nói chỉ là tôi vô tình nhìn thấy điện thoại của anh để ở nơi dễ thấy như vậy Tôi không kìm lòng được, thật sự là không kìm được." Diệp Vô Phong nghĩ một chút rồi nói, "Quay về ngủ đi, tôi sẽ không đánh anh đâu." Người đàn ông vội vã cảm ơn, "Vậy thì tôi thực sự cảm ơn anh, nhưng dù anh có đưa tôi đến đồn cảnh sát cũng vô ích." Diệp Vô Phong tò mò hỏi, "Làm sao vậy, chẳng lẽ ở đó có bố anh à?" Tạ Trung Thắng lắc đầu, "Đương nhiên không phải, chỉ là sở cảnh sát cũng giống như nhà của tôi vậy, nếu anh đưa tôi đến đồn cảnh sát thì chính là đưa tôi về nhà thôi." Diệp Vô Phong kinh ngạc nhìn Tạ Trung Thắng, vậy anh là kẻ phạm tội nhiều lần sao? Tạ Trung Thắng hơi ngượng ngùng nói, cũng chỉ bị bắt mấy lần thôi, nhưng tất cả mọi người đều biết tôi có ba quy tắc, không ăn trộm của người già yếu, không trộm của nhà có hoàn cảnh khó khăn, không trộm của người có đóng góp to lớn. Diệp Vô Phong trở nên thích thú, không ngờ có một tên trộm có thể thoải mái nói chuyện như vậy, đặc biệt là sau khi bị bắt, hắn không hề hoảng sợ, tựa như không quan tâm chút nào. Điều này làm cho Diệp Vô Phong có chút kinh ngạc, vậy hiện tại anh không sợ hãi chút nào sao? Tạ Trung Thắng lắc đầu, đương nhiên là không sợ, tại sao phải sợ, tôi trộm cái gì, anh bắt được giao cho đồn cảnh sát là chuyện đương nhiên, tôi sẽ bị nhốt, tôi cũng biết nếu bị anh bắt được thì cũng chỉ là do tôi xui xẻo thôi. Những người khác trong phòng bị đánh thức bởi âm thanh của cuộc trao đổi giữa hai người, họ nhìn Diệp Vô Phong và Tạ Trung Thắng với vẻ tò mò, sau khi nghe cuộc nói chuyện giữa hai người, họ lập tức hiểu ra sau khi biết tạ trung thắng là tên trộm họ lập tức bày ra vẻ chán ghét và cất hết đồ đạc của mình trông cực kỳ thận trọng tạ trung thắng khó chịu nhìn những người này hắn nói các người đừng có giấu giếm đồ đạc tôi sẽ không trộm của các người đâu diệp vô phong tò mò hỏi tại sao anh không trộm của bọn họ tạ trung thắng cười hắc hắc điều này rất đơn giản bởi vì họ không có tiền và tôi đoán trên người họ cũng không có gì giá trị cho nên tôi mới không trộm đồ của họ sau khi nói xong hắn liếc nhìn những người đang che che giấu giấu kia bĩu môi và nhún vai một cách thở ơ hắn khinh thường sự cẩn trọng của những người này như muốn nói những người này không đủ tư cách để cho hắn ra tay diệp vô phong càng thêm tò mò hỏi vậy làm sao anh biết tôi giàu có tôi cũng giống như bốn người trong phòng mà tạ trung thắng gãi đầu mặc dù tôi không biết tại sao anh lại đến loại nhà trọ chung này nhưng anh đang mặc quần áo đặt may phiên bản giới hạn của armani người có tiền cũng không thể mua được loại quần áo này, một bộ cũng hơn 10 vạn, anh nói anh không có tiền, tôi hoàn toàn không tin đâu. chương 719, muốn có việc làm. Diệp vô phong hứng thú nói, đôi mắt của anh thật là sắc bén, có thể nhìn thấy hết thảy. Tạ Trung Thắng cười nói, không phải đâu, tôi thường để ý mấy thứ xa hoa này, dù sao muốn biết đối phương có tiền hay không, còn phải nhìn đồ vật trên người của đối phương để phán định. Nếu không biết giá cả của quần áo mà đối phương đang mặc trên người, thì làm sao có thể tuân theo nguyên tắc của mình chứ?" Diệp Vô Phong nở nụ cười, "Nếu đã như vậy, tôi muốn hỏi anh, anh chỉ là muốn trộm điện thoại của tôi thôi sao?" Tạ Trung Thắng cười nói, "Thật ra tôi cũng biết những người như anh không phải là người thích phiền phức. Nếu bảo anh mua một sim mới rồi mua điện thoại mới, chắc hẳn anh sẽ chọn cho tôi chút tiền đuổi cổ tôi đi, đến lúc đó tôi sẽ trả lại điện thoại cho anh." Diệp Vô Phong đột nhiên nhận ra rằng thứ mà Tạ Trung Thắng lấy trộm hoàn toàn không phải là điện thoại di động mà là số tiền mà người chủ sẵn sàng trả để giải quyết rắc rối anh thật thông minh cách như vậy cũng nghĩ ra được diệp vô phong lắc đầu tạ trung thắng nói hay là anh thả tôi đi đi nể tình nãy giờ chúng ta trò chuyện vui vẻ như vậy diệp vô phong thờ ơ nói loại chuyện này tôi không làm được dù sao tôi cũng bắt anh tại trận nếu tôi thả anh đi chẳng phải anh lại tiếp tục đi trộm đồ sao tạ trung thắng nói một cách bất lực vậy thì sáu khi ra tù tôi cũng sẽ đi trộm thôi đây là tính xấu không đổi không còn cách nào khác diệp vô phong kinh ngạc nhìn tạ trung thắng đây không phải là quá đáng sao rõ ràng nghề ăn trộm bị mọi người kêu gọi và đánh đập đặc biệt là sau khi bị bắt hắn thậm chí sẽ bị đánh đập nhưng tạ trung thắng lại cho thấy loại nghề trộm cắp này có tính chính trực anh cũng không biết tạ trung thắng lấy đâu ra tự tin như vậy nữa vậy ý của anh là gì diệp vô phong hỏi tạ trung thắng nở nụ cười nịnh nọt nói ý của tôi là làm như vậy cũng không có cách nào trừng phạt tôi thật là lãng phí thời gian của anh cho nên chi bằng anh thả tôi đi đi diệp vô phong chống cằm thả anh đi cũng không có vấn đề gì nhưng phải trả lời cho tôi vài câu tạ trung thắng tò mò nhìn diệp vô phong anh là người tây sơn à diệp vô phong hỏi tạ trung thắng gật đầu hắn đến sống trong homestay này chủ yếu là để trộm đồ không có gì khác nhưng chỉ là hắn thường trộm ở mấy phòng đơn những người trong mấy phòng chung này thường không có nhiều tiền lắm chỉ có lần này là một ngoại lệ hắn không thể hiểu tại sao một người giàu có như diệp vô phong lại chọn sống trong một căn phòng chung như vậy vậy thì anh có quen người của tây sơn không diệp vô phong hỏi lại tạ trung thắng vỗ ngực nói đương nhiên là quen rồi chúng ta làm công việc này theo nhóm mà không kết bạn với mấy người trên đường thì làm sao có thể lăn lộn được dù có trộm cái gì cũng không có nơi để ra tay diệp vô phong chợt hiểu ra vậy thì đưa tôi đi gặp gia chủ nhà họ triệu tạ trung thắng trợn to hai mắt nhìn diệp vô phong anh đang đùa tôi đấy à diệp vô phong cười nói tôi không đùa anh anh nghĩ đi đâu thế nếu không đùa thì sao anh lại đưa ra một vấn đề bất khả thi như vậy tôi nghĩ anh vẫn nên đưa tôi đến đồn cảnh sát đi dù sao đấy cũng là nhà của tôi những người trong đó nói chuyện rất dễ nghe tôi rất thích ở trong đó tạ trung thắng quay đầu đi diệp vô phong suy nghĩ một chút nói như vậy đi anh để tôi vào nhà họ triệu với tư cách là một công nhân chỉ cần tôi có thể làm được chuyện này tôi sẽ không làm khó dễ anh anh có thể tự mình suy nghĩ nếu bị tôi bắt đến cục cảnh sát thì không phải là chỉ ở đó mấy ngày thôi đâu tôi sẽ trực tiếp đưa anh vào ngục giam tạ trung thắng hơi khó xử nhìn diệp vô phong hắn đương nhiên biết diệp vô phong có năng lực này nhưng hắn vẫn là không muốn giúp Diệp Vô Phong. Bởi vì hắn biết nhà họ Triệu là bá chủ ở nơi này, kẻ nào xúc phạm đến nhà họ Triệu chắc chắn sẽ phải chết. Hắn chỉ là một tên trộm nhỏ, nếu khiêu khích nhà họ Triệu, nhất định sẽ bị nhà họ Triệu giết chết, chính vì biết chuyện này nên hắn mới từ chối yêu cầu của Diệp Vô Phong. Nhưng hắn cũng biết những gì Diệp Vô Phong nói là thật, Diệp Vô Phong quả thực có khả năng tống hắn vào mục, điều này hắn có thể chắc chắn. Vì vậy trong lúc nhất thời hắn khó có thể đưa ra lựa chọn, mặc dù để Diệp Vô Phong trở thành nhân viên của nhà họ Triệu cũng là một việc vô cùng nguy hiểm. Diệp Vô Phong suy nghĩ một chút, nói anh giúp tôi chuyện này, tôi sẽ cho tiền anh, anh có thể đi du lịch, 3 tháng nữa trở về, 3 tháng sau thì mọi chuyện đã giải quyết xong, cho dù nhà họ Triệu muốn truy sát anh cũng không thể thực hiện được. Tạ Trung Thắng suy nghĩ một chút, sau đó nghiến răng nghiến lợi nhìn Diệp Vô Phong, thật sao? Diệp Vô Phong gật đầu, đương nhiên là thật anh tin tôi đi tôi có năng lực giam giữ anh cả đời hợp tác hoặc là ở trong phòng giam cả đời tạ trung thắng nghe lời này xong liền thở dài hắn thật sự không biết nên nói cái gì trong tình huống hiện tại nhưng hắn cũng biết chắc chắn mọi chuyện không hề đơn giản diệp vô phong cười nói tôi sẽ cho anh thời gian suy nghĩ một đêm nếu như anh đồng ý thì ngày mai làm nếu không đồng ý ngày mai tự giác đến đồn cảnh sát đi tạ trung thắng thực sự không biết phải nói gì Hắn biết mình không còn cách nào khác, cuối cùng, hắn nghiến răng nói: "Được rồi, tôi đồng ý với anh, nhưng chi phí cho việc đi chơi của tôi, anh phải trả đủ đấy." Diệp Vô Phong vỗ ngực nói: "Yên tâm đi, tiền nhất định sẽ có đủ, chỉ cần anh không phải loại người tiêu tiền bậy bạ, tôi nhất định sẽ cho anh sinh hoạt đủ trong 3 tháng, anh có thể vui vẻ chơi đùa bên ngoài trong 3 tháng." Diệp Vô Phong nói xong, cuối cùng Tạ Trung Thắng cũng nở một nụ cười, "Đã như vậy thì tôi yên tâm rồi, anh cho tôi một ngày" Tôi sẽ tìm được người, nếu tìm được người đó, tôi có thể thu xếp anh đến nhà họ Triệu làm công nhân ở đó. Lúc này Diệp Vô Phong mới hài lòng nằm xuống, Tạ Trung Thắng quay trở lại giường của mình, mọi người trong phòng đều rất ngạc nhiên nhìn Diệp Vô Phong và Tạ Trung Thắng. Bọn họ đều chỉ là người ngoài nên không biết nhà họ Triệu là tình huống gì, càng không biết Diệp Vô Phong và Tạ Trung Thắng đang bàn bạc chuyện gì. Họ chỉ biết Diệp Vô Phong và Tạ Trung Thắng có vẻ nói chuyện rất nghiêm túc. Nhất thời bọn họ có chút tò mò hai người Diệp Vô Phong đang nói về chủ đề gì, muốn tìm một công việc còn cần người làm mối, công việc này tốt lắm sao? Tạ Trung Thắng đúng là rất thức thời, vì đã đồng ý với Diệp Vô Phong nên mới sáng sớm hắn đã rời khỏi homestay, đến buổi trưa cùng ngày thì hắn quay lại và tìm Diệp Vô Phong, cho biết đã tìm được người rồi. Diệp Vô Phong vẫn còn đang suy nghĩ mình có nên nói một tiếng với Du Kinh Hồng hay không. Chương 720: Giúp việc bếp núc tôi đã mời người đó tới quán ăn rồi bây giờ đang đợi anh qua đó tạ trung thắng nói với diệp vô phong diệp vô phong có chút kinh ngạc nói hiệu suất làm việc của anh tốt đấy không tới nửa ngày đã tìm được người rồi tạ trung thắng cười khổ nói tôi có thể không vội sao nếu anh đột nhiên đổi ý không phải tôi sẽ bị anh tống vào tù sao diệp vô phong cười cười đi theo tạ trung thắng ra ngoài sau khi đến quán ăn Tạ Trung Thắng đưa anh đến trước mặt một người đàn ông có vết sẹo trên mặt, anh Bát, người giang hồ ở Tây Sơn đều biết danh tiếng của anh Bát, nhờ anh ấy làm việc thì tuyệt đối không có sai sót. Diệp Vô Phong nhìn anh Bát này, chỉ thấy tên này hơi có dũng khí, vì vậy anh cười nhẹ vươn tay ra, "Xin chào, anh Bát, em muốn tìm một việc trong sân nhà họ Triệu, anh có thể giúp em được không?" Anh Bát thờ ơ nói, "Giúp cậu thì không phải không thể, dù sao cậu cũng là bạn của Tạ Trung Thắng, nhưng tôi cảnh cáo cậu." nếu cậu muốn vào nhà triệu ra làm chuyện xấu tôi khuyên cậu nên từ bỏ ý định này đi nhà họ triệu ở tây sơn là một bá chủ nếu muốn chết thì đừng kéo chúng tôi theo diệp vô phong lắc đầu đương nhiên sẽ không làm chuyện xấu em chỉ biết là làm việc ở nhà họ triệu sẽ ổn định hơn phúc lợi cũng khá tốt nữa anh bát cười nói đúng vậy cậu thì dám làm gì nhà họ triệu được chứ tôi chỉ thuận miệng nói vậy thôi dù sao cậu cũng là do tôi giới thiệu vào nếu xảy ra chuyện gì thì bên tôi cũng sẽ phải chịu chút trách nhiệm." Tạ Trung Thắng muốn nói rồi lại thôi, nhưng cuối cùng vì sự tự do của bản thân, hắn vẫn không định nói gì cả. Diệp Vô Phong chắp tay nói, "Vẫn là anh bác có mặt mũi, chuyện này giải quyết như thế nào ạ?" Anh bác thờ ơ nói, "Tên nhóc cậu cũng thật may mắn, vừa hay nhà họ Triệu có một công nhân xin nghỉ việc, cho nên còn chống một vị trí, chính là giúp việc bếp núc, không biết tên nhóc cậu có tài nấu nướng không?" nếu không thì tôi cũng có thể sắp xếp cho cậu vị trí quét dọn vệ sinh diệp vô phong tự tin nói kỹ năng nấu nướng của em khá tốt anh bát gật đầu nếu đã như vậy chuyện này cứ quyết định như thế đi nếu một mình cậu vào thì ba vạn diệp vô phong chuyển tiền không chút do dự đồ ăn cũng được bưng lên sau khi ba người dùng bữa xong anh bát nói đi theo tôi chắc chiều nay là cậu có thể vào nhận việc luôn diệp vô phong không ngờ anh bát lại làm việc hiệu quả như vậy Tạ Trung Thắng mỉm cười, nếu mọi chuyện đã xong xuôi, không phải anh cũng nên cho tôi những gì đã hứa với tôi sao? Diệp Vô Phong vỗ vỗ vai Tạ Trung Thắng, đừng lo lắng, không thể thiếu phần anh đâu, lát nữa tôi sẽ chuyển cho anh. Tạ Trung Thắng lắc đầu, không được, anh phải chuyển ngay bây giờ, chuyển tiền xong anh mới có thể rời đi. Diệp Vô Phong cười cười, anh không tin tôi à? Tạ Trung Thắng nói, tất nhiên là tôi không thể tin tưởng anh được. Về tiền bạc Tôi không thể tin tưởng bất cứ ai, tôi chỉ có thể tin tưởng chính mình thôi." Diệp Vô Phong cũng bất lực về việc này, nói, "Vậy được rồi, bây giờ tôi sẽ chuyển tiền cho anh luôn." Anh chuyển tiền ngay cho Tạ Trung Thắng, tổng chi phí trong 3 tháng là 100.000 tệ, sau khi Tạ Trung Thắng nhìn thấy tiền, hắn lập tức mỉm cười rời đi. Mà anh bát lúc này mới cảm thấy mình bị hớ, Tạ Trung Thắng chỉ là người giới thiệu đã có 100.000 tệ, còn anh ta là người trực tiếp đưa Diệp Vô Phong vào chỉ có 30.000 tệ. Anh ta suy nghĩ một chút, không vui nói cậu đưa cho tả trung thắng 100.000 tệ, nhưng chỉ đưa tôi 30.000 tệ, mà tôi mới là người đưa cậu vào sân nhà họ triệu đấy. Diệp vô phong kinh ngạc nhìn anh bát, vậy ý của anh là... Anh bát rũi ra một ngón tay, tôi muốn 100.000 tệ, ngoài 30.000 mà cậu đưa cho tôi, tôi còn muốn 100.000 tệ. Diệp vô phong nghĩ nghĩ, nói, đương nhiên không thành vấn đề. Anh bát mỉm cười, Diệp vô phong nói, nhưng anh phải đưa tôi vào sân của nhà họ Triệu trước, để tôi trở thành nhân viên thực thụ rồi mới chuyển tiền cho anh được." Anh Bát gật đầu, "Đương nhiên." Hai người đến trước cửa sân nhà họ Triệu, sân nhà họ Triệu này thật ra là một nhóm biệt thự, cũng là một nhóm biệt thự độc lập, không có ai ngoại trừ người nhà họ Triệu sống trong nhóm biệt thự này. Anh Bát mỉm cười đưa Diệp Vô Phong đến trước cửa nhà họ Triệu, một nhân viên bảo vệ đã ngăn hai người lại, nhưng bảo vệ dường như rất quen thuộc với anh Bát. Anh Bát anh lại đến gặp quản gia Tần à? Nhân viên bảo vệ mỉm cười hỏi. Anh bắt gật đầu, đúng vậy, anh Lưu, phiền anh giúp tôi gọi điện thoại, cảm ơn nhé. Anh bắt đưa cho bảo vệ một ít tiền, tên bảo vệ rất vui vẻ gọi cho quản gia Tần. Ngay sau đó, quản lý Tần đã tới cửa, cao mày khi nhìn thấy Diệp vô phong, bát tử, cậu đang làm gì vậy? Tôi muốn cậu tìm người giúp việc bếp núc, một tên nhóc trẻ tuổi như vậy có thể giúp việc bếp núc sao? Anh bắt gật đầu, cậu tư, cứ tin tưởng cháu đi, cậu ta nhất định có năng lực, cậu có thể kiểm tra cậu ta trước khi nhận vào làm, nếu không phù hợp thì cháu sẽ tìm người khác cho cậu. Quản gia Tần không thích Diệp vô phong cho lắm, nhưng vẫn thở dài nói, vào đi, kiểm tra thì nhất định phải kiểm tra. Dù sao đây là người giúp việc nấu nướng trong nhà bếp, nếu không đủ tư cách thì nhà họ chịu trách tội xuống, tôi gánh không nổi đâu. Sau khi quản gia Tần đưa Diệp vô phong vào bếp, ông ta chỉ vào một đống củ cải tôi muốn biến những củ cải này thành sợi nhỏ cậu cắt ra cho tôi xem các đầu bếp xung quanh đang bận rộn nấu nướng nhưng ánh mắt đều hướng về diệp vô phong ngay sau đó liền tò mò nhìn anh diệp vô phong tùy ý cầm con dao làm bếp đầu bếp bên cạnh nhìn thấy phương thức nắm dao của diệp vô phong không khỏi lắc đầu xem ra chỉ là một tên khoác lác thôi nhìn cách cầm dao như vậy sao có thể thái được chứ các đầu bếp rất xem thường diệp vô phong xôn xao bàn tán nhưng Diệp Vô Phong chỉ ngẫu nhiên lấy ra một củ cải, trước tiên gọt vỏ, sau đó chia thành hai phần rồi thái lát. Lúc này mọi người mới nhận ra Diệp Vô Phong đã bắt đầu thái lát, nhưng tốc độ này có phải hơi nhanh quá rồi không? Họ vừa nói xong, chỉ 10 giây sau Diệp Vô Phong đã lột sạch vỏ và bắt đầu cắt củ cải thành từng miếng. Ngay sau đó, mọi người chỉ nghe thấy tiếng dao bếp rơi trên thớt rất nhẹ nhàng, rất tinh tế, nhưng những đầu bếp này đều hoảng hốt bởi vì những gì họ nhìn thấy là Diệp vô phong hạ giao rất nhanh, gần như có dự ảnh. Chiêu thức này làm cho các đầu bếp trong toàn bộ phòng bếp kinh ngạc, ai cũng đứng dại người ra. Bọn họ đều biết thực lực của chính mình, tuyệt đối không có cách nào làm được như Diệp vô phong. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 720